Con ong chứa này một ngày nó đẻ trứng từ 1.500 đến 3.000 quả trứng đó ha. Nó to hơn mấy con kia. Dạ. Và trong một tổ ong chỉ có con này đẻ trứng thôi nhé gia đình mình. Nó đó hả? Dạ đây ạ. Nó có cái đầu đen đen á không? Động nó có đốt không? Nó chích thôi ạ. Cái loại ong ruồi này với loại ong ruồi nhỏ nhỏ là khác nhau không? Đây là ong mật để chữa bệnh, nó khác nhau ạ. Loại ong này vừa thu hoạch mật được vừa có thể chữa bệnh được vì người ta sẽ dùng cái loại ong này để sao chích ạ. Dạ. Mặt con này đâu không chưa? Chích trực tiếp được luôn ạ. Hay là nguyên một tổ của nó bên này bên kia? Một tổ ong như vậy, có một con này thôi ạ. Tất cả các tổ ong nhé, ở những cái con ở bên kia nó không có đâu ạ. Chỉ có con đây thôi. Dạ. Đúng con ong chúa. Đúng. Nó ở bên đây này rồi. Con ong chúa này tuổi thọ của nó gấp 40 lần con ong thở nhá. Nhìn con ong thở này nó sống được 45 đến 60 ngày thôi ạ. Và con ong chúa này nó sống được 3 đến 5 năm rồi nhé gia đình mình. Trời nó cũng nhỏ rồi. Đâu lớn thôi. Nó lớn hơn những con mình đâu. Nhưng mà sao nó đẻ ghê cái nhỉ? Nó đẻ bé vậy mà nó đẻ dạ, một ngày hàng bao nhiêu ghê hả? Bây giờ lấy con chú ra là tất cả mấy con kia mang theo. Khi nó về tới thổ nó chui vào cái lột này. Nhưng cái lột này nó quá bé hả? Chỉ chui được thân mình nó thôi. Còn hạt phấn hoa nó phải rơi xuống đây hả? Đây chính là dùng cục thu hoạch hạt phấn hoa. Hạt phấn hoa này cũng chính là thức ăn của con ong đó nhé gia đình mình. Còn sản phẩm đặc biệt nhất trong tổ ong đó chính là sữa ong chúa ạ. Có nhiều thành viên đang phân vân tại sao cái con ong chúa nó nhỏ xíu như vậy, tại sao nó không có vú, tại sao lại có được sữa ạ. À thì bây giờ em hướng dẫn mình cách thu hoạch sữa ong chúa trực tiếp tại đây luôn nhé gia đình mình. Vì có nhiều con số mình nuôi ong đến 10 năm cũng không thu hoạch được sữa ong chúa nhé gia đình mình. Vì mình thu hoạch được mật ong nhưng sữa ong chúa thì rất khó thu hoạch đó ạ. Ở mỗi tổ ong như vậy, người ta sẽ đặt 100 cái nụ như vậy luôn nhé gia đình. Sau đó họ sẽ gấp những cái con nhộng cho vào đây ạ. Để đánh lừa những con ong thở. Khi con ong thở nó đi hút mật về, nó sẽ tiết ra một cái chất ở trong họng con ong thở ạ. Chất này là sự kết hợp giữa hạt phấn hoa, mật ong cùng với cái enzyme của con ong thở đó ạ. Nó tiết ra dùng để nuôi sống con ong chúa đó nhé gia đình mình. Đó chính là thức ăn của con ong chúa ạ. Thì sau 3 ngày bắt buộc cô chú phải gấp con nhộng này ra ạ. Nếu cô chú mình không gấp con nhộng này ra, những cái con nhộng này nó sẽ ăn sữa ong chúa và nó sẽ thành con ong chúa hết nhé gia đình mình. Vì vậy mình phải gấp cái con nhộng này ra và mình lấy chất trong này ạ. Chất trong này được gọi là sữa ong chúa đó ạ. À sữa ong chúa hương vị nó thế nào, một lát thì em cho mình đặc thử luôn ạ. Mình vừa dùng để đắp mặt vừa dùng để uống ạ.